Thank you.
được được thêm em luôn nè. Dạ. Cảm ơn. Không cảm bắt mọi con nha. Bộ Nguyễn Huệ, đây là tất cả khán giả đang ngồi chưa?
khấu Rắc Mỹ Tâm biểu diễn đúng 8 giờ. Còn bây giờ thì các bạn vẫn ngồi đợi đây, rất là đông nè. Đây là đường phố đông nghẹt. Đây là phố đi bộ, hôm nay chủ nhật.